bốn lô đất liền kề nằm đường vành đai khu công nghiệp BKM Trần Thành Bình Phước nha, cách đất công nghiệp chỉ một hàng rào B40 quý vị ơi. Đất của chúng ta có diện tích là ngang 5 sâu cho 46 và có 100 m thổ cư. Đất ODT nha quý vị, đất ODT. Từ đây chúng ta di chuyển ra quốc lộ 14 và cổng khu nghiệp chỉ 700 m. Và đất của chúng ta nằm ngay đây quý vị, nằm trên mặt tiền đường bê tông 5 m nha quý vị. Nhựa đã có, à, bê tông đã có này, điện đã có, đã có điện. Và tại đây thì chúng ta đã có nước máy và sử dụng được cả hai loại nước là nước cả cả nước giếng khoan đấy nha chúng ta có thể khoan giếng và sử dụng nước máy song song cả hai tại à, vị trí đất này cái thổ nhưỡng của đất à, Minh Thành trên thành Bình Phước này thì là không có đá ngầm cho nên chúng ta khoan giếng thì không có tốn nhiều chi phí chỉ từ 10 đến 15 triệu là chúng ta đã khoan được giếng và sử dụng cho gia đình của mình rồi và vị trí đất của chúng ta nằm ngay đây rồi kế bên khu công nghiệp cách một hàng rào B40 của khu công nghiệp BKMX đó là tới công ty xí nghiệp rồi và đây thì Megamex trồng cây xanh để ngăn cách khí thải nha quý vị để ngăn khí thải giữa công nghiệp và đô thị và với vị trí đất này chúng ta có thể xây dựng à, để ở này xây nhà trọ cho thuê đó, xây nhà trọ cho thuê hiện đại trọng thơ có 4 lô liền kề nha chúng ta có tài chính tốt thì chúng ta có thể đầu tư hai lô liền kề để chúng ta xây hai giấy trọ úp mặt vào nhau với giá ngày hôm nay vô cùng hấp dẫn nha quý vị chỉ 670 triệu 670 triệu cho 3, 230 mét vuông 230 mét vuông đất và giá chỉ 6, 670 triệu đất của phường Minh Thành thị xã Trân Thành tỉnh Bình Phước kế khu nghiệp rất là tiện lợi để chúng ta đầu tư tại thời điểm này quý hàng quan tâm tới bất động sản này nhanh tay alo trọng thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để chúng ta sở hữu một trong bốn vị trí đẹp này hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo và nhớ đăng ký kênh của trọng thơ để có những sản phẩm mới nhất